Lan Thiện trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay Lan Thiện đồng hành với chị Lan trong câu chuyện nguồn cội của tôi đâu. Chị Lan cũng thay mặt gia đình, những người thân, nhất là hai đấng sinh thành, hiện giờ là cũng đã quá cố rồi, nhưng mà cái mong muốn cuối đời của hai cụ rằng mong muốn rằng con cái của mình sẽ tiếp tục tìm kiếm người anh trai thất lạc cũng hàng chục năm qua rồi. Đó là lý do mà hôm nay Lan Thiện đến gặp chị Lan để cùng chia sẻ câu chuyện này, nhằm có cơ hội lan rộng cái video đến khắp mọi miền đất nước, cũng như là lan tỏa đến kiều bào ở hải ngoại để giúp chị Lan và gia đình có cơ hội tìm lại người anh trai thất lạc của mình. Dạ, em chào chị. Chị ơi, thì em xin phép với chị rằng em sẽ đồng hành cùng gia đình mình để mà đưa những cái hình ảnh, câu chuyện của gia đình trong cái việc mà chị tìm kiếm người anh hai của mình. Chị có thể chia sẻ lại cái diễn biến của câu chuyện thất lạc như thế nào? Anh của mình là hồi xưa là đi lính ngụy, anh học ở trường ở sĩ quan võ bị á, thì ảnh đến năm giải phóng á, thì năm 75 cái là mất tích luôn cho đến bây giờ. Thì hồi xưa ảnh đi thì bọn mình còn nhỏ lắm, thành ra là cũng không có nắm được nhiều. Chị bây giờ chỉ có thông tin là rất là ít ỏi, nhưng mà cũng xin ở trên kênh của Lê Thiện đó, xin lan tỏa dùm xem để tìm thông tin cho dùm cho ông anh mình. Hồi xưa là gia đình là cũng đi tìm cũng rất là nhiều, bên chương trình là chưa hề có cuộc chia ly đó, nhưng mà bên đó bận bịu quá cũng không có kêu mời gia đình. Mà hồi xưa là mẹ còn sống đó, mẹ cũng lên chương trình ngồi cũng tham gia ở trong chương trình, là như chưa hề có cuộc chia ly, cũng có tham gia rồi nhưng mà bên chương trình nó không gọi, thành ra là cũng không có biết được cái thông tin như thế nào. Anh mình thì cũng không có giấy báo tử, cũng không có thông tin gọi là sao, chỉ biết là mất tích thôi. Thưa chị Lan, chắc chắn rằng cái thời điểm mà xảy ra cái việc mất lạc người anh đó, chị cũng còn nhỏ đúng không ạ? Đúng rồi, còn nhỏ xíu à. Dạ, thì nhưng mà người anh thì chắc chắn là nó sẽ hơn 20 tuổi. Đúng. Đi lính. Đúng rồi. Thì anh chị lúc đó chắc chắn là sẽ là những người mà đến bây giờ nếu như anh có xem qua video này thì anh cũng sẽ nhớ rất rõ về những cái chi tiết mà chị sẽ chuẩn bị thông tin trên kênh để khi mà nếu anh chị có nghe được thì sẽ sớm liên hệ với gia đình. Nếu như mà bây giờ anh chị vẫn còn đâu đó đó, thì năm nay anh chắc cũng khoảng năm mấy tuổi á chị ha, năm mấy, sáu chục, dạ sáu mấy, dạ thì chị Lan ơi, thì chị nghe cha mẹ sau này kể lại cái gia đình của mình thời điểm còn người anh trai đó. Anh đó là tên là gì chị? Anh tên Mai Văn Phê. Anh Mai Văn Phê. Sinh năm 1954. Sinh năm 1954. Thì ba mẹ kể lại cho chị nghe về cái gia đình như thế nào. Có nghĩa là ba mẹ tên gì, ngày xưa là sống ở đâu, và từ đó đến nay có thay đổi chỗ ở hay không? Trong gia đình những anh chị em bao nhiêu người tên gì đó chị? Thì hồi xưa thì gia đình mình sống ở Sài Gòn, nhưng mà ba mẹ thì là ra ngoài Đà Lạt sống. Thì tất cả gia đình luôn là anh Phê cũng sống cũng từ Đà Lạt, mà đi lính cũng từ ngoài Đà Lạt luôn. Thì gia đình tổng cộng còn là có 7 anh em. Thì anh trai lớn á, là Mai Văn Chơi, sinh năm 52. Rồi đến anh Phê là sinh năm 54. Đến anh Bảnh, Mai Văn Bảnh là sinh năm 1955. Mai Văn Hạnh sinh năm 1957. Mai Văn Hợi sinh năm 1959. Mai Ngọc Lan là tôi á, là sinh năm 1961. Và em gái là Mai Kim Cúc sinh năm 62. Tất cả hồi đó là đều sống ở Đà Lạt hết. Thì hồi lúc mà sống ở Đà Lạt thì mình chỉ có khoảng 3-4 tuổi thôi. Rồi lúc mà anh mà đi lính á, thì mà nhà thì nhà là di chuyển rất là nhiều. Từ sống từ ngoài ngay chợ Đà Lạt á, hiện giờ cái nhà nó vẫn còn đó, ngay chợ Đà Lạt, trung tâm chợ luôn, ngay giữa chợ luôn. Số nhà là hình như là 39A hay sao á, nhớ mang máng là 39A. Rồi cái xong cái về Xuân An, bán cái nhà đó là về Xuân An. Xuân An đến năm 1974 thì về Phú Nhuận Đà Lạt, về Phú Nhuận Sài Gòn đó, về quận Phú Nhuận ở Sài Gòn á. Rồi đến năm 75 là giải phóng,
giải phóng rồi từ đó giờ mất không nghe tin tức. Dạ. Thì thời điểm năm 74 khi mà cả gia đình chị về lại Sài Gòn ở Phú Nhuận là anh Phê có về theo không, hay là lúc đó anh không, Phê không, đi lính, anh đi lính rồi. À, thì bây giờ là trở lại cái câu chuyện mà anh Phê đi lính. Có nghĩa là chị thời điểm đó là chị cũng không biết gì hết, nhưng đúng mà chắc chắn là sau này chị sẽ nghe ba hoặc mẹ kể lại. Sẵn đây thì chị thông tin luôn về tên họ của ba và mẹ cũng như là những người bà con ông bà nội ngoại đi. Ba là mất rồi, ba là mất năm năm 40 mấy tuổi à? Sinh năm 64 á, là lúc đó ba mất, là anh Phê mình là 3 tuổi, anh Phê khoảng chừng 10 tuổi thôi. Đó. Thì tên là Mai Văn Tuất. Còn mẹ là Phạm Thị Thân thì mới mất cách đây 2 năm thôi. Đó, đúng 100 tuổi đó. Mẹ đúng 100 tuổi là mất. Dạ. Có nghĩa là bác trai là mất mới 4 mấy tuổi khi mà anh Phê vẫn chưa đi lính đúng không chị? Đi chưa đi lính. Chưa đi lính. Đó còn dạ còn vâng, nghĩa là có nghĩa là mẹ chị một thân cò nuôi đàn con 7 đứa con. Thì chị nghe mẹ kể lại rằng cái chuyện đi lính của anh trai của mình là anh Phê á, nó diễn ra như thế nào, và chị còn nhớ được cái nơi đóng quân của anh trai với lại những cái cấp hàm gì của anh trai hay không? Có cái, bây giờ lấy cái thằng. Dạ. Để chị cho chị lấy điện thoại được không? Dạ được. Thì anh mình đi lính á, thì học ở trường sĩ quan Đà Lạt á, là ở sĩ quan ở Thủ Đức, học sĩ quan trường sĩ quan ở Thủ Đức. Thì ra trường đi lính thì mình chỉ biết là thông tin là nghe kể lại thôi. Thì ở là anh là chuẩn úy Phê, trung đội trưởng, quyền đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 2, trung đoàn 33, sư đoàn 21, bộ binh KBC 4 năm 18, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hậu cứ ở Trà Nóc, Cần Thơ. Thì vào những ngày cuối tháng 4 á, đơn vị hoạt động ở Vành Đai, Cần Thơ, Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ, và mất liên lạc là bắt đầu từ năm vào tháng 4 đó. Rồi nhìn thì coi như là gia đình thì cũng có một cái được một cái người bác ở nước ngoài đó, thì cũng cứ cho thêm một cái thông tin là bác cũng nói là bây giờ nếu mà liên lạc gia đình mà liên lạc được cái trung sĩ Tầm ở thư ký đại đội, hoặc là bác trung sĩ Quang ở làm ở bên thương vụ á, thì có thể tìm hiểu thêm. Thì bác này hồi xưa là bác làm là cấp trên của là anh Phê, thì bác có cho thông tin là như vậy á. Dạ vâng. Thưa chị Lan, thì những cái thông tin mà chị vừa mới chia sẻ với em đó là từ đâu chị có? Từ người em, từ người con, tại vì nó cũng đăng lên cái thông tin ở trên mạng đó. Dạ. Thì vô tình gặp một bác đó ở bên Úc, là bác đó bác nói là bác liên lạc lại với lại người con, thì bác nói rằng là nhìn cái tấm hình thì bác nhận ra anh Phê. Đây. Thì đây là anh Phê. Đó, thì là bác cũng nhận ra anh Phê, thì bác có liên lạc gì với lại người con, thì bác có cho thêm những cái thông tin này. Dạ. Dạ, chị có nghe mẹ kể lại là anh Phê là khi bắt đầu đi lính á, thì có lần nào về thăm gia đình hay không? Hình như cỡ chỉ có là viết thư thôi. Dạ, viết thư. Chứ viết thư thôi. Mà thời điểm là gia đình bắt đầu về Phú Nhuận Sài Gòn ở, là anh Phê có biết không chị? Chị cũng không nhớ nữa. Mẹ chị có kể lại không? Không. Lúc đó má thì chỉ trông tin anh thôi, chứ còn hả, là tại vì nhà có 6 người con mà lúc đó cũng nhỏ không à. Dạ. Thành ra là ảnh có gọi điện về, không có gọi điện, mà ảnh có viết thư về hay liên lạc gì không, chỉ ảnh viết về thì biết thôi, chứ còn cũng lúc đó cũng không có thông tin gì, cũng không muốn biết cũng không biết được. Dạ vâng. Nhưng mà em lại có một cái vấn đề lo lắng, là sợ là nhiều khi sau khi mà đất nước đã, hai bên đã có cái sự thống nhất với nhau rồi đó, chiến tranh đã kết thúc, thì anh Phê có trở lại về lại Đà Lạt không Đà Lạt rồi. Cái căn nhà cũ ngày xưa mà không gặp được gia đình thì sao? Đó đúng không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Tại sao mà em không biết là khi mà mẹ bán nhà, lý do nào mà gia đình mình bán nhà từ Đà Lạt mình về lại Phú Nhuận không chị? Tại vì ông anh lớn á, thì ông cũng làm đi hải quân á,
Rồi anh nói là bây giờ gia đình có mấy ông anh lớn để đi lính không mà mở toàn về Sài Gòn. Bây giờ mẹ ở nhà có mấy đứa em nhỏ ở xa quá, mỗi lần về phép là ít ngày quá. Rồi thôi bây giờ gia đình về Sài Gòn, để mà mỗi lần mà nếu mà có về phép về thì thăm gia đình cho nó gần. Yeah. Chứ ra Đà Lạt rất là xa, mất thời gian. Yeah. Đó thì rồi lúc đó là gia đình trước năm 74 là về Sài Gòn rồi. Yeah. Thì đó, điều mà em đang lo lắng là sợ anh phê. Đúng rồi. Anh có trở lại, anh nhiều chỉ biết nhà Lạt, mình là đúng ở rồi, Đà Lạt, đúng rồi, thôi. Đà Lạt thôi, chứ ngoài ra không biết đâu. Chứ không biết được gia đình mình đã dọn đúng đi rồi, đúng rồi, nhưng rồi. Mà ông bà nội ngoại rồi các cô dì chú bác không, hoặc là những người hàng xóm ở Đà Lạt không. Đó là mình còn người thân ở ngoài không? Không, tại vì gốc gác ở bố mẹ là ngoài Bắc hết. Dạ vâng. Rồi vô đây chỉ hai ông bà vô đây thôi. Dạ dạ, à, là giờ dạ, sống ở Đà Lạt là sống lúc đó cũng chưa có một cái sự quen biết nào mà thân thiết với chỉ những người. Chỉ biết là về là hàng xóm chung quanh Đà Lạt thôi. Dạ. Chứ còn ngoài Bắc cũng không biết luôn. Có khi nào chị với gia đình trở về Đà Lạt nơi căn nhà cũ của mình và cái chủ có. Cũ mà ngày xưa bán vẫn còn ở không? Còn, và chị có hỏi rằng là có khi nào anh trai chị tìm về đây để mà hỏi thông tin về gia đình không? Cũng có về ra Đà Lạt đó cũng hay hỏi thăm lắm nhưng mà họ không biết. Không có đúng không? Đúng chị rồi, hỏi thăm rồi. Giống như vấn đề em mới đề cập. Rồi, nhưng mà họ nói là không có, không chắc có. Là không có ha. Ừ. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chị Lan vừa chia sẻ với chúng ta về người anh của mình là anh Phê đi lính. Thời điểm đó chắc ảnh chừng hơn 20 tuổi đúng thôi rồi, đi lính như những gì chị mới vừa chia sẻ đó. Lên hiện cũng sẽ để thông tin thêm về những cái thông tin về chức vụ cấp bậc của anh Phê và đơn vị để quý vị khán giả nếu những cái cô chú bác nào từng trong cái thời điểm đó biết những cái thông tin đó sẽ sớm liên lạc với Lê Anh Thiện để giúp cho chị Lan và gia đình sớm tìm lại được người thân. Thưa chị, trong ký ức của những người anh của chị, ví dụ như anh cả hoặc là người anh thứ tư, thứ ba gì đó, còn nhớ lại những cái ký ức gì về cái người anh trai, em trai của mình là anh Phê không? Để mình nhắc lại một chút xíu để khi anh Phê xem qua video này, anh sẽ hình dung lại, ký ức lại cái kỷ niệm xưa bên cạnh những người anh em của mình. Thì có nghe anh lớn kể lại đó, anh cả kể lại đó là vào thời gian mà giải phóng á, 75 á, thì có nghe, ảnh có nghe thông tin là ông anh bị thương ở ngoài Kiên Giang á, ở đâu Châu Đốc Cần Thơ gì đó, thì ảnh cũng có ra thăm, mà anh này ảnh nằm ở bệnh viện á, mà anh cũng ra thăm rồi anh về đó, thời đăng cái lúc mà giao tranh đó thì anh có ra thăm rồi anh về xong rồi từ đó giờ anh chỉ biết là vậy thôi chứ ai ai ra thăm chị đây anh cả luôn anh ruột luôn á ra thăm là anh ai? Ra thăm anh Phê này nè là anh sao Phê chị nói rõ lại giùm em, tức là anh Phê là bị thương sao mà gia đình mình có thông tin gì không biết anh biết ở đâu không biết thông tin là anh cả biết ở đâu hả? Dạ anh cả đó không biết là hay là cái đơn vị hay là ai bạn bè anh hay là người quen gì đó là làm sao mà biết được thông tin cho anh chơi là anh cả đó thì anh cả mới ra thăm người em là anh Phê ở đâu ở Cần Thơ á Cần Thơ dạ ở Kiên Giang để Châu Đốc gì đó không biết nữa cái khu vực đó là chắc cái nơi mà cái nơi mà nói mà cái đơn đúng vị rồi, chính đúng của rồi, đúng em anh trai chị dạ đó, đúng rồi là đến đó thăm hả có đến thăm và một có gặp lần. Được anh Phê không thì anh nói là anh gặp là bị thương trong nhà thương á đó. Đó rồi xong anh gặp thăm xong rồi về thôi rồi tới đó rồi thôi là chấm hết rồi đó tại vì lúc đó anh về rồi anh bị bắt đi cải tạo mà dạ vâng tại anh là lính hải quân mà lúc đó là giải phóng xong rồi đó, phải đó. Đi học cải tạo đúng rồi dạ. Rồi thì mất liên lạc luôn với đúng lại rồi, mất liên lạc luôn. Nhưng mà thời đó chị có nghe anh Trơn nói rằng cái thương tích của em trai mình nó có nặng lắm không, có nguy hiểm đến tính mạng không? Cũng không nặng lắm. Em nghĩ không nặng chứ không nếu nặng mà nặng thì nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đúng để rồi, mà anh chơi không nặng quan lắm. Tâm nó nhiều hơn đúng không đúng rồi, đúng có nghĩa rồi. Là xuống dưới thấy em trai của mình thì nó cũng không đến nỗi nào thì đó là một cái tia hy vọng để biết rằng là chắc chắn anh Phê đến thời điểm này vẫn còn sống đâu đó mà mình cũng chưa có thông tin thôi. Mẹ có kể lại là trên cơ thể của anh trai mình nó có những cái dấu tích gì đặc biệt để mà mình có thể mình thông tin thêm cho mọi người hoặc là anh Phê sẽ nghe được không. Mà không có dấu tích gì hết nhưng mà chỉ là biết là anh tánh tình anh này anh rất là hiền lắm, anh hiền ít nói lắm. Dạ. Trắng trẻo mà hiền ít nói. Dạ. Đó. Thời điểm mà anh Phê đi lính á và mất liên lạc thì anh đã có được một bạn gái chưa chị? Chưa có một người yêu nào hết hả? Dạ. Nhắc vì
suốt hàng chục năm từ khi mà Sài Gòn đất nước được thống nhất giải phóng xong đó là mất liên lạc luôn. Hôm nay cũng là 47 năm rồi. Đúng rồi. Thì suốt thời gian đó gia đình mình đã ngoài cái việc mà tìm ở trên những cái chương trình thông tin từ cơ bản cho đến hiện đại như ngày hôm nay thì mình có những cái thông tin gì khác về cái thông tin tin tức của anh trai mình hay không, hay là có khi nào mà trong giấc mơ hoặc là trong ký ức mẹ chị hoặc là gia đình lại có một cái điểm gì nó không hay lắm về cái sự tồn tại của anh mình không hả chị? Cũng không chị cũng không biết nữa, tại vì là chị cũng mình mới hồi là biết ảnh qua hình ảnh thôi chứ còn hồi đó chị cũng không có nhớ rõ ràng là mặt ảnh lắm đâu. Còn má thì má chỉ nói là cũng không thấy nghe kể là má mơ làm sao mình cũng không rành. Tại vì từ lúc mà có chồng về đây đến giờ là cũng xa rồi, chỉ có đứa em gái hồi trưa nó sáng này nó lên tới đây á. Thì nó lại về mất tiêu rồi, thành ra là không có thêm chi tiết nào thêm. Trong ký ức tuổi thơ của chị có biết hình dung ra cái người anh thất lạc của mình là anh Phê không? Chị có nhớ được cái gì không? Thì đó, chị biết anh nhớ là anh cao ráo, trắng trẻo mà hiền ít nói thôi à. Dạ. Vậy thôi. Thưa chị, trước khi mà lâm chung, mẹ chị đã có những cái mong mướt gì? Đúng rồi. Trong cái việc ao mà con cái tiếp nối con đường tìm người anh thất lạc của mình. Có, coi như là người anh cả với lại má. Là lúc nào cũng tha thiết, anh cả cứ lên mạng, cứ tìm, cứ rao trên mạng đó, tìm như vậy đó, nhưng mà cũng không có tin tức gì. Ảnh cứ hay lên máy tính, ảnh làm, ảnh đi tìm dữ lắm, nhưng mà tại vì ảnh là biết thông tin nhiều á, rồi ảnh cũng có đi tìm hiểu trên mạng, rồi ảnh cũng kể trên mạng đó rồi, nhưng mà cũng không có thấy là ai có thông tin gì về hết. Còn má thì chỉ biết nói kể trên miệng vậy thôi à, chứ còn không biết. Như cái nhà cũng có lên chương trình, chưa hề có cục chưa ly, thì cũng nhờ chương trình đó nhưng mà cũng không có kết quả. Dạ, còn riêng bản thân chị Lan, chị có cái linh tính gì về người anh trai của mình? Chị thì chị cũng mơ một ngày đó ảnh chưa về thôi, chứ chị cũng không có cảm giác là ảnh là mất. Vâng. Chỉ sợ là nhiều rồi, khi ảnh cái thông tin mà chị chia sẻ trong cái thời khắc mà anh Trơn, anh cả của chị đến Cần Thơ hay Kiên Giang gì đó để thăm em mình mà bị thương thì chắc chắn rằng đó là một cái thương tích cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Và đó là những ngày cuối cùng của cái sự giao tranh ác liệt giữa hai bên. Nó đã hòa bình rồi thì chắc chắn là nó sẽ không còn những cái nguy hiểm nữa. Thì đó là một cái tia hy vọng lớn nhất mà tất cả chúng ta hy vọng rằng hiện giờ anh Phê vẫn còn sống và anh có thể đã định cư ở nước ngoài. Khi mà cố tìm gia đình, tìm người thân mà không có kết quả thì ảnh cũng phải có một cái gia đình riêng của ảnh, có vợ có con. Đúng rồi, đúng rồi. Và với những cái gì mà ảnh có được thì chắc chắn là ảnh sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp vọng. Hơn rồi, và qua chương trình này thì Liên Thiện rất mong được sự kết nối của quý vị để mà những người trong cuộc sau hơn 47 năm có cơ hội được gặp lại nhau. Chị ơi, rồi khi mà anh hai của chị là anh Trơn á đi học tập cải tạo về thì với cái chức vụ là sĩ quan của chế độ cũ đó thì anh có được đi định cư ở nước ngoài không chị? Không, anh chơi là không có sĩ quan, không biết anh chơi là cái gì thôi, nhưng mà ảnh là hải quân, nhưng mà ảnh đã lên tàu rồi. Lên tàu rồi, người ta lại cho lên tàu, bước lên tàu rồi, nhưng mà ảnh nghĩ là một đàn em nhỏ với một mẹ ở nhà, thành ra ảnh mới quay trở về. Chứ là nếu không hồi xưa ảnh cũng đi Mỹ rồi đó, tại vì anh đi lính hải quân mà, hải quân Mỹ. Nhưng mà ảnh lại trở về, ảnh không dám đi, ảnh về vì em với vì mẹ. Thành ra ảnh phải quay về. Vậy bây giờ chị cũng thông tin luôn đi, những người anh em của mình còn lại trong nhà đến thời điểm này thì cuộc sống như thế nào? Hiện tại mấy anh em ở nhà thì cũng chỉ là ổn định đủ sống. Chị cũng có gia đình, cũng có nhà cửa, rồi con cái thì nói chung là cũng yên ổn thôi, chứ cũng không có gì gọi là nó ấy lắm. Vậy nói chung là ổn qua định. Hình qua thông tin này rất mong quý vị hãy chia sẻ và đưa những cái thông tin quý giá nhất về cái sự thất lạc của anh Phê để gia đình chị Loan Lan sớm tìm lại được người em, ít nhất cũng để cho mẹ và ba chị được an lòng nơi chính suối. Thời điểm mà anh Phê đi, ảnh có đem theo giấy tờ tùy thân gì không chị? Chắc không quá tại vì là giấy tờ nào gì thì bên quân ngũ của ảnh nắm thôi, chứ bên gia đình cũng chắc chắn là nó sẽ có cái thẻ bài, đúng không chị? Thì em thì sẵn đây em xin phép chị cho em được nói một cái câu mà thật ra thì
phải nói thôi, không nói thì không được. Bởi vì bây giờ thì nó cũng đã thất lạc rồi, nhưng mà mình vẫn mong muốn rằng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tuy nhiên nếu như bất cứ người thân nào đã từng có người thân không may tử trận trong cái cuộc chiến khốc liệt năm xưa, mà sau khi đất nước thống nhất hòa bình rồi có đi viếng mộ nghĩa trang của bất cứ bên phe nào, mà thấy được tên nào, tên là Mai Văn Phê, sinh năm 1954, thì cũng hãy điện thoại cho Lê Anh Thiện để Lê Anh Thiện sớm thông tin đến nhất với gia đình của chị Lan. Tuy nhiên cái điều đó cũng không mong muốn xảy ra, mà chỉ mong muốn rằng một cái tin vui sẽ đến khi anh Phê và những người con của anh Phê khi thêm được thông tin này, hoặc ai đã từng biết được cái câu chuyện 4-7 năm trước của người đàn ông mang hàm chủng úy tên Phê, hãy liên lạc với Lan Thiện để Lan Thiện làm trọn vẹn cầu nối giúp cho thêm một gia đình có cơ hội được đoàn tụ với nhau. Lan Thiện xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng chia sẻ và làm cầu nối giúp Lan Thiện, giúp mọi người trong cái việc tìm kiếm người thân với nhau. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào. Cảm ơn.